Trinh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BQN TV 57.3. Và hôm nay, anh Trinh cùng bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ trở lại với quý vị trong tiết mục Chuyện Xưa Chuyện Nay. Anh Trinh chào bác sĩ Vũ Thu Giang. Dạ, chào chị anh Trinh, chào khán giả của đài BQN. Hôm nay Giang với chị anh Trinh mặc những cái tà áo trắng một chút xíu để nhớ lại cái thời học sinh của mình. Tại vì hôm nay là cũng là cái trong cái mùa của tựu trường thì đề tài Chuyện Xưa Chuyện Nay sẽ nói về cái gì hả chị anh Trinh? Chúng ta sẽ cùng nhau nói về ngày tựu trường. Dạ. Có nghĩa là dù lớn hay nhỏ tất cả đều sẽ đi qua một cái ngày kỷ niệm nhất trong cuộc đời của mình. Đó là ngày đầu tiên đến trường. Còn những người đã từng đi học rồi thì là ngày tựu trường. Có nghĩa là sau 3 tháng hè thì chúng ta lại trở lại mái trường để chúng ta dồi mài kinh sử. Dạ. Cái ngày tựu trường nó cũng là một cái ngày mà mình nhớ nhất luôn. Tại vì có những cái ngày giống như ngay cả cái ngày đầu tiên đi học nó cũng là một cái ngày mà mình kỷ niệm rất là sâu sắc, mà em nghĩ là không có ai quên được. Cái ngày đầu tiên đi học là cái ngày mà mình đầu tiên mình gặp được bạn bè, lần đầu tiên mình được gặp thầy cô, và cũng là lần đầu tiên mà mình ra khỏi cái mái ấm gia đình để mà mình học thêm một cái kiến thức. Để cái kiến thức đó không những là cho mình mà cái kiến thức đó lại là cho chính những mình có được đó để mình áp dụng, mình giúp đỡ những người xung quanh mình, và nói rộng hơn là cho xã hội và cho đất nước nữa. Vâng, tiếng nói đầu đời của một người khi biết bập bẹ thì gọi tiếng cha tiếng mẹ là những người hai đấng sinh thành sẽ dìu dắt mình trên cuộc đời. Và một vị nữa rất là quan trọng suốt trong cái quãng đời của mình để mình bước ra có một cái tương lai, đó là những thầy cô giáo. Mà muốn đến để có những vị thầy cô giáo đó, tất nhiên chúng ta phải đến trường học. Và cái kỷ niệm rất là đẹp đối với con người đó là những kỷ niệm mà ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất là trong lứa tuổi học sinh. Và cũng vì vậy nên anh Trinh cũng có nhớ một cái đoạn văn mà hầu như nó đã đi vào lòng của mình, mà anh Trinh đọc ra thì có lẽ quý vị cũng đều nhớ hết. Đó là một bài trong cuốn sách tập đọc của Thanh Tịnh, đó là bài Tôi Đi Học. Thì có thể thiếu một đôi chữ không có đủ, nhưng đó là những cái ý mà của nhà văn Thanh Tịnh tặng đến cho tất cả những người ngày đầu tiên, lần đầu tiên, có nghĩa là vô học lớp 1. Đó là anh Trinh xin đọc lại. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rơi rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nô nức hoang mang những kỷ niệm của buổi tựu trường. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi bỗng dưng thấy lạ, cảnh vật chung quanh đều thay đổi mới. Hôm nay tôi đi học. Đó. Bài rất là hay. Đó. Yeah. Nghĩa là cái con đường đó đi lại nhiều lần, nhưng ngày hôm nay rung quá và thấy rằng mình có một sự đổi mới lạ nhất trong cuộc đời mình, thì những cảnh vật chung quanh đều như thay đổi hết. Dạ, tại cái tâm trạng của mình nó cũng làm cho cái cảnh vật nó cũng thay đổi theo cái tâm trạng của mình. Em nhớ cái lần đầu tiên mà em đi học là bố dắt đi. Nhưng mà là đi đến trường á, trường rất xa, không có gần nhà. Mà đi đến trường thì bố sợ em đi lạc. Cái là coi như là bố từ cái cổng là bắt đầu vẽ cái bút chì, cái mũi tên đi hướng nào, rồi coi như vẽ tường mà đi. Mỗi cái khúc quẹo là bố lại có cái mũi tên. Mỗi khúc quẹo là con cứ nhìn mũi tên là con biết quẹo trái hay quẹo phải, tại em hay đi lạc. Thế là đi ra thì lại là trường lại cho một cái cổng khác đi ra. Thế là em đi ra em đâu có thấy mũi tên gì đâu, không có biết quẹo trái quẹo phải. Thế là ngồi khóc, bà cô phải gọi bố đến đón. Vâng, đó là kỷ niệm của bác sĩ Giang. Còn như anh Trinh thấy, không biết bây giờ thì những học sinh trong nước mình nhìn thấy hình như điều kiện là cha mẹ đưa đón nhiều hơn. Còn hồi xưa mình đi học là đi bộ, cầm một cái cặp trên tay và có cái cặp, có cái quai sách vậy trên tay và đi bộ đến trường. Và đặc biệt là đi bộ thì ngày đầu tiên mà anh Trinh đi học là mẹ dắt đi. Thì cũng vậy, dắt đi rồi chỉ là đến chỗ này quẹo là thấy cái nhà có cái này, rồi quẹo chỗ kia có nhà thấy cái kia. Thì chỉ được dắt đi có 2-3 ngày đầu thôi là coi như phải tự đi. Tại vì cha mẹ nói rằng là đi ngó theo bạn đó mà đi, thì bảo đảm rằng trong cuộc đời mình có đi lạc.
có đi lạc. Nhiều khi bạn đó về nhà bạn đó, đó chứ đâu có về nhà mình nữa. Có lần theo bạn về nhà luôn và đi ra. Với lại đi cái trường học đó không phải là một cổng. Dạ. Mình đi vô cổng trước nhưng mà lúc mà đi về có thể là cái lớp mình sẽ bị đi về cổng sau. Đó, để cổng trước đón cái những học sinh khác của cái giờ khác sắp vô. Vì vậy nên là bảo đảm là có lạc. Hồi nhỏ anh Trinh hỏi chuyện ai cũng bị một hai lần đi lạc lúc mà đi đến trường. À, chứ không có được, tại vì giỏi gì đâu, là mình còn bé quá, mình chưa có đủ cái may là có thể nói là tuổi nhỏ như vậy nó cũng có sự nhớ dai lắm, nhưng mà rõ ràng là vẫn bị những cái hồi hộp, những cái gì nó làm cho mình rất là bồi hồi, và mình cũng không có quen mấy nên đi lạc. Và cái kỷ niệm đầu tiên trong cuộc đời của mình về cái ngày cấp sách đến trường, nó hầu như nó một cái ký ức nó nằm mãi trong tim của mình, và cũng cái ký ức đó làm cho Giang cũng sẽ nhớ về người cha mình rất là nhiều, cũng như anh Trinh sẽ nhớ về người mẹ mình, nhớ từng cái dáng đi và nhớ lúc đó là mình bị la như thế nào khi mà mình cứ ngó cái này ngó cái kia đó. Thì đó là những cái điều mà có lẽ là trong đời mình chỉ có một lần thôi, không có hai lần trải qua tôi đi học được. Mà cái đi học đó thực sự là một cái ý nghĩa rất là ý nghĩa, tại vì giống như mình có biết là giống như khi mà đi học đó là mình có chẳng những học những chữ nghĩa mà mình học cái lễ nghi nữa. Giống như người ta vẫn hay có cái câu là tiên học lễ hậu học văn. Đúng rồi. Là khi mà đi học thì thầy cô hoặc là cái nhà trường cái sẽ dạy mình những cái kiến thức, những cái tri thức để trong mình biết. Trong đó học văn có, học lễ có nghĩa là trong đó có môn đức dục. Dạ. Đó, học về tôn kính ông bà cha mẹ ra đường, tôn kính đến người ngoài. Dạ. Nó rất là cái môn đức dục, nó là cần thiết để mà cho con người có những cái tư cách. Dạ. Tạo nên cái tư cách qua cái hành xử đối với nhau. Dạ. Mà còn mình học cái đó cho nên là cái con người mình sẽ biết cách cư xử hơn với cái người xung quanh của mình. À, rồi còn nữa là giống như có những cái là giống như hồi xưa em vẫn hay nghe nói cái đi học á, là ngay cả trong những cái lời ru cũng nói đến chuyện đi học, giống như ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thì đó là cái người con đó là luôn luôn được cái người mẹ hoặc là người cha dắt đi. Cho nên cái chuyện đi học, tất cả các tuổi trẻ từ nhỏ là ai cũng có cái chuyện đi học. Nhưng mà có những cái người gia đình khó khăn quá thì không khó khăn để mà đi học thôi, nhưng mà cũng học được lớp mấy, rồi nhiều khi không có học được thì phải bỏ đi cái chuyện học của mình. Nhưng mà nếu mà đã ở trên cái xứ Mỹ này, không những là mình được chuyện chọn lựa là đi học hay không mà mình bắt buộc phải đi học. Tại vì không đi học thì nhiều khi cảnh sát bắt bỏ lừa lừa ở trường, đi lang thang ngoài đường không có được. Cho nên cái chuyện đi học lại là cái chuyện rất quan trọng trong cái xã hội Mỹ này. Yeah. Và đi học đó là một cái điều hạnh phúc mà may mắn của con người. Sở dĩ không được đi học là một cái điều bất hạnh. Cũng như ở Việt Nam vì quá nghèo mới không được đi học, chứ cha mẹ nào cũng muốn con đi học hết. Và có thể nói rằng cha mẹ sẵn sàng hy sinh cực khổ để làm sao con có được vài ba chữ nghĩa để mà ra đời không bị thua thiệt người ta. Đó là những bậc làm cha làm mẹ suy nghĩ như vậy. Và đồng thời chúng ta cũng nghĩ là hồi xưa mình nói mình đi học, mình đi bộ là cũng còn may phước. Còn bây giờ như mình thấy những cái bản tin mà mình coi gần đây đó, thì mình thấy chẳng hạn như là học sinh ở miền núi Trọng Hóa, tỉnh Minh Hóa, Quảng Bình là phải bơi qua sông đi học. Còn ở trên Gia Lai thì học sinh ở địa phương và nhà nước cũng không chăm lo để không có cái cầu đi qua, mà phải đu dây để qua bên sông bên kia, rất là nguy hiểm. Nghĩa là học được cái chữ để mà sống cho cái con người nó có được cái giáo dục, cái đạo đức và cho được có cái tương lai thì phải đổi bằng mạng sống. Thì mình thấy đó là cái chuyện đi học rất quan trọng đối với con người. Tại vì mình có thể không biết chữ nhưng mà đó là một cái mặc cảm và cái bất hạnh rất là lớn khi mà chúng ta hỏi đi học lớp mấy mà mình không nói được gì hết. Thì dù gì thì người ta cũng thương hại thôi, nhưng mà đối với xã hội thì mình giống như một người đã không đứng trong cái xã hội. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy cái ngày tụ trường là đánh dấu, ít ra có thể không lên được tới bậc trung học vì hoàn cảnh gia đình, nhưng cái ngày đó cũng có thể giúp cho con người ta qua được cái bậc tiểu học để hiểu được
cái tiếng Việt Nam đánh vần ghép với nhau nó trở thành những cái từ gì để mà còn có thể một chút lý luận nói chuyện với nhau. Và hồi xưa đi học môn tiểu học thì học môn đức dục như nãy mình nói là về cái lễ phép, và môn công dân giáo dục là những cái chuyện mà học về xã hội, về chẳng hạn như là luật đi đường, học về những cái cuộc sống thực hiện ngoài xã hội. Và mình được học sử, được học địa lý để biết cái chuyện gì đã xảy ra hồi xưa. Địa lý là giống như một cái địa hình của đất nước Việt Nam. Đó, rồi trong đó môn khoa học, rồi lớn lên thì được học vạn vật, được học về lý hóa, được học về toán, là tất cả đều làm cho con người càng ngày càng có kiến thức. Vì vậy nên chúng ta ở nước văn minh chẳng hạn Hoa Kỳ này, như Giang nói, không đi học cũng không được, bởi vì đất nước người ta muốn rằng một công dân được sinh ra đời là nhà nước phải có trách nhiệm làm sao để người công dân đó họ có những cơ bản kiến thức. Rất là phải có một cái cơ bản đó. Cho nên là những ngày đi học là ở bên đây là có cái curfew hours, là giờ học là tất cả học sinh phải ở trong trường, học sinh mà ở ngoài đường là cảnh sát bắt bỏ lại trường lại. Cho nên là rất là quan trọng, và cha mẹ cũng phải có cái trách nhiệm với người con. Nếu mà người con không đi đến trường thì cha mẹ phải có những cái trả lời như thế nào. Cho nên cái chuyện đi học nó là trách nhiệm của tất cả những người trong cái xã hội ở Mỹ này, nếu mà còn đang cái tuổi đi học. Chẳng những vậy mà em có nghe cái câu mà em muốn chị anh Trinh giải thích thử, giống như mà em thấy nó cũng liên quan đến việc học, là cái câu mà ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý, mà em nghe nó cao siêu nhưng mà em vẫn hay nghe rất là nhiều. Ngọc bất trác bất thành khí có nghĩa là cái viên ngọc hồi trước khi thành viên ngọc nó chỉ là một cái tảng đá bình thường thôi, nhưng mà giống như là được dũa, được mài, được cái là trao dồi nó, trao chuốt nó thì nó mới trở thành những cái viên ngọc quý. Thì giống như con người, nếu mà không có được sự học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi hết cái tiểu học, rồi đến high school, rồi lên được nữa thành bác sĩ, kỹ sư, tất cả là phải nói là bản thân của người học sinh đó cũng phải rèn luyện, đúng, rèn luyện cho mình rất là nhiều và đòi sự hy sinh nữa. Nếu làm biếng thì làm gì có ra được mảnh bằng bác sĩ như bác sĩ Giang ngồi đây đó. Và nếu mà làm biếng thì làm gì mà chúng ta còn có những ngành nghề khác nữa đó. Thì ngay cả học nghề thôi, đi ra để làm một cái nghề thủ công mỹ nghệ vẫn phải học để mới ra được cái nghề. Vì vậy nên ông bà xưa cũng nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nghĩa là con người phải có học. Bất cứ học nghề học gì cũng phải có chữ học trong đó. Và chính vì vậy nên cái dồi mài kinh sử đó nó mới tạo ra tiền. Cũng giống như như đá mà dồi mài thành ngọc thì lúc đó bán mới có giá. Hồi xưa thì em hay nghe mẹ nói là học thì như lúa như nếp, mà không học thì như rơm như cỏ. Nghe thấy sợ quá, mình đâu muốn làm rơm làm nghe, cỏ nghe, đâu phải đi học. Nghe lúa nếp là thấy ngon rồi. Còn nói câu là nhân bất học bất tri lý có nghĩa là cái người không được đi học á thì dù nói chuyện như thế nào, đôi khi nói ra người ta cũng nghĩ rằng một là cái người này không có được học hành cho lắm, thành ra nói chuyện cỡ vậy thôi. Còn nếu mà mình được học thì mình sẽ có những sự hiểu biết rất là nhiều. Và bây giờ cái phương tiện có internet thì con người trong một giây một phút ngồi một chỗ thôi mà thấy biết bao nhiêu chuyện trên thế giới. Nhưng mà nếu không biết chữ lấy gì coi internet, thấy không, là cũng phải đi học. Nghĩa là nói chung ra phải có học thì từ đó chúng ta mới có thể có được những tầm hiểu biết rộng sâu, và chúng ta có thể đạt thành những cái người kia thành thạc sĩ, mình vẫn có thể thành tiến sĩ. Nghĩa là người kia kỹ sư thì mình vẫn có thể là bác học. Nghĩa là cái chuyện đó sẽ không dừng lại. Bởi vì có nhiều người Giang thấy là 7-80 tuổi mà để lấy một cái mảnh bằng đại học thôi, là bởi vì hồi trẻ có những cái hoàn cảnh không đi học được. Nhưng mà người ta lúc 80 tuổi đạt mảnh bằng để làm cái gì? Không có đi làm gì được hết. Nhưng mà người ta cảm thấy rằng người ta hạnh phúc là vì những cái ước mơ được học thành tài nó đã không có điều kiện thực hiện. Mà khi lớn tuổi rồi có thời gian rảnh thì người ta vẫn cảm thấy vui trước khi nhắm mắt, là đạt được cái muốn mà, nghĩa là người ta dư sức hiểu rằng người ta vẫn có thể giống như một cái người kia, nhưng vì hoàn cảnh mà không không thể học được nên tôi không được vậy thôi. Tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi vẫn là
học được và tôi vẫn có mảnh bằng đại học trong tay. Thì chúng ta thấy là ở bên Mỹ em vẫn có nghe câu là học là không bao giờ muộn chị. Đúng không rồi. Bao giờ muộn hết. Nên chỉ có tuổi nào vẫn có thể đăng ký đi học được hết. Chỉ có làm biếng thì không muốn học thôi. Nhớ không nhớ được thì lớn quá rồi khó nhớ. Nhưng hơn. Mà công nhận là càng lớn thì cái trí óc của mình nó không nhạy bén. Dạ. Học nhiều biết nhiều chứ không biết hơn được nữa. Dạ. Rồi bị quên, thành ra là khó học hơn, cứ học lâu hơn. Đó. Dạ. Nhưng mà cần cù là cũng thành rồi, công rồi đó. Học 3 năm được thì 6 năm. Đúng rồi. Và có cái câu là giống như mình đi học, mình đi một đàn học một sàng khôn, là giống như mình đi học mình sẽ học được thêm mỗi một cái bước đi của mình sẽ được thêm kiến thức hơn. Cho nên là ngay cả mình ra trường rồi, ngay cả đến bây giờ em ra trường rồi, em vẫn phải đi học, mỗi năm đều phải trở lại trường để lấy những cái lớp để mình càng ngày mình càng phát triển cái ngành nghề của mình nó cao tay nghề hơn, hoặc là mình có biết được những cái kiến thức mới mà sau này mới có. Cho nên cái học nó là không bao giờ ngừng lại nữa. Thì học không bao giờ đợi tuổi, là học không bao giờ muộn màng và học không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên học cái học nó là một cái mà nó làm cho con người mình lúc nào cũng tiến bộ hơn cái mà mình đang hiện tại. Và nhiều khi là mình học chẳng những là mình đi học nghe thì nó hơi chán, nhưng mà trong cái đi học đó mình lại có thêm bạn bè. Cái đó là cái tình cảm học trò nó rất là dễ thương. Bạn trong cái thời đi học nó bền lắm, nó mãi mãi nó bên cạnh mình hoài. Hồi xưa cho đi nên... học với mùa hè còn làm những cái cuốn lưu bút á. Dạ. Rồi mỗi đứa dán tấm hình rồi viết vô vài chữ. Rồi những cái bài nhạc về mùa chia tay thì dạ. Rất là hay. Cho dạ. Nên là cái họ đi học đó mình lại có thêm được một số bạn bè. Cho nên cái học luôn luôn là một cái điều mà làm cho mình, em mỗi lần mà nhớ lại cái chuyện đi học là cảm thấy người mình thấy nó nhẹ nhàng, nó trẻ lại nữa chị. Thưa quý vị, thì cũng người ta cũng nói học để biết, và cũng học để mà chúng ta hòa bình chung sống với nhau, để chúng ta hiểu có những cái sự cư xử tương quan giữa con người với con người, và để chúng ta có những cái cư xử như thế nào để cho cuộc sống nó được hòa bình, nó được tốt đẹp, và nó tạo thêm những cái mối quan hệ giữa con người với con người mà nó được đầm thắm yêu thương. Thì cũng từ trong những cái bài học đức dục mà chúng ta học dưới cái ngôi trường của mình. Chứ nếu mà nhiều khi người không học thì người ta hay nói năng ra thì đôi khi nó không có được chỉnh tề, hay là nói năng ra hay cách cư xử nó cũng không có đúng với đạo lý con người. Thì cái việc học nó rất là quan trọng đối với mình. Thì đứng vào ở cái thời điểm này cũng là tất cả các nơi đều bắt đầu nhập học, và phải nói rằng tính theo một cái tỷ lệ thì một mùa tự trường như vậy đó thì 20,000+ sinh viên học sinh nhập học tại đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng ta thấy càng ngày đất nước nào cũng vậy, sẽ từ từ sẽ có thêm những nhân tài, cứ lớp này ra trường thì lớp khác lại tiếp nối. Và chúng ta cảm thấy cái điều đó là một cái điều mà may mắn khi chúng ta ở nước tự do. Còn chúng ta cũng nghe nói một chút là hồi xưa đi học mà đi thi rất là cực khổ. Là trước khi đi thi là như kỳ trước mình, mục trước mình có nói một quan là 600 đồng chắc chưa tháng cho chồng đi thi đó. Là đi học mà mỗi lần thi là đi 3 tháng mới tới kinh đô để mà thi, rồi vác theo lều chõng, rồi cơm nắm để mà ăn, để mà lên học, mà người ta vẫn học để mà đạt được một cái gì đó. Không phải vinh hoa phú quý không, mà cái đó tượng trưng giống như một cái sự hãnh diện của gia đình, cha mẹ. Thì người không phải riêng người Việt Nam chúng ta, mà hầu như tất cả các nước đều xem chuyện học rất là quan trọng đối với một con người. Và chúng ta cảm thấy như Giang nói là mặc dù bây giờ mình không còn đi học nữa, nhưng nghe đến ngày tự trường cũng nô nức quá, bày đặt lấy áo trắng ra mặc. Áo này của em 9 năm rồi. Thưa quý vị, thì kệ nó, mình cứ sống lại giống như mình sắp tự trường rồi đó nha. Để cho mình
được cái nô nức và những cái kỷ niệm sống lại, coi như là mình nghỉ 3 tháng hè rồi, giờ mình sắp tự trường lại rồi. Thành ra là sẽ có những ngày mà chúng ta đi học được là vui vẻ. Như vậy thì mình cũng khuyến khích là ngày ở đây tự trường thì mọi người nào đó muốn nhớ về cái quãng đời học sinh mình cứ lấy áo trắng ra mặc. Tại vì người Việt Nam mình mà qua đây thì đều trải qua một thời áo trắng. Còn ở đây thì nhiều khi học sinh cũng mặc những cái áo màu sắc, không có bắt buộc là phải mặc áo trắng. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà mình đi học hồi nhỏ đó thì có những trường thì áo trắng rồi nữ thì cái jean xanh ở dưới. Rồi có những trường thì mặc áo trắng rồi con gái thì mặc quần dài. Còn thường thường những trường đạo đó thì mặc cái jean xanh, cái đầm xanh ở dưới. Dạ. Đó, rồi. Em có nghe là cái lý do mà mặc đồng phục là để cho học sinh bớt quậy đi. Tại vì thường học sinh nó mặc trong cái đồ uniform á, thì nó nghĩ là nó trong một cái khuôn khổ hơn. Đúng rồi. Và giống và như... nhớ rằng đây là mình là người đi học. Đúng học rồi. Sinh là một học nhưng sinh. Nhưng mà tại học trò thì thực sự có mặc cái đồ gì thì cũng quậy hết. Giống như có cái câu nhất quỷ gì mà thứ ba học trò là coi như chỉ đứng sau quỷ với ma thôi. Nhưng mà Giang nói là hồi xưa mình đeo cái phù hiệu là nó cũng quan trọng lắm đó. Dạ. Tại vì thí dụ mình làm gì lại coi là học trường nào đang vô mét với thầy cô đó. Đó thì hồi xưa là hồi lúc tiểu học là tên mình xong là học trò lớp mấy A. Lớp trường mấy B, gì luôn. Trường gì đó. Dạ. Thì ra mình thấy là đúng cái quần áo đồng phục, uniform nó làm cho giống như là làm gì cái sực nhớ lại mình là học sinh, rồi mình đeo cái phù hiệu là coi chừng là bị đến trường truy ra mình rất là nhanh. Và khi lớn lên thì với những chiếc áo dài nữ sinh rất là đẹp, mà ngay bây giờ chúng ta thấy ai mặc áo dài trắng là tự nhiên mình có những cái xúc động. Thì nói về ngày tựu trường thì chúng ta phải nói là những cái kỷ niệm không thể nào quên được trong cái thời áo trắng. Mình nói chữ thời áo trắng là nghe nó đó là nữ sinh rồi đó nha. Là nó có những cái kỷ niệm rất là vui. Rồi có những nữ sinh với những mối tình nhỏ nhỏ gì đó. Nếu mà ai có học với nam sinh thì chúng ta thấy tất cả đều rất nhẹ nhàng. Những cái vui buồn giận hờn của tuổi học trò dễ thương. Dễ thương. Những dòng lưu bút viết lại mà nếu có người còn có thể giữ cái tập lưu bút tới bây giờ. Thì đó là những cái kỷ niệm của người học sinh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chỉ có được đài cho mình mấy mươi phút để ôn về một cái kỷ niệm mà suốt mười mấy năm dài như vậy thì nó cũng hơi hẹp hòi, nhưng mà muốn hơn nữa thì không được. Ôn kỷ niệm chút chút thôi. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng sắp đến giờ phải tạm biệt quý vị, thì Giang còn gì để chia sẻ với quý khán thính giả trước khi cái chuyện đi học? Thì em có một câu chuyện nhỏ xíu thôi. Là có một cái cô này cổ nói là ô bạn ơi, mình có một anh chàng, anh cứ thích mình lắm, anh cứ ngó mình hoài à. Nói trời ơi, anh ngó lúc nào? Lúc nào mà mình làm bài thi là anh ngó qua mình hoài. Đó là copy, đó là copy. Là đi học là không ai mà quên, không nhờ biết được cái chuyện copy bài. Mà cái vụ lý thú lắm đó. Cho nên đó là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà là nói đến cái thời đi học của mình. Vâng, thưa quý vị, thì chương trình cũng có thời hạn và được kết thúc rất là vui với câu chuyện của bác sĩ Giang là chúng ta đi học thì có quyền copy. Trời không thương chị. Nghĩa là vậy thì ai đi học mà thấy người kia ngó mình là không phải ngó mình đâu nha, mà đang copy. Để ý lại coi coi ngó cái gì. Vâng, thưa quý vị, thì anh Trinh với bác sĩ Vũ Thư Giang rất cảm ơn quý vị đã theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Ngoại BWN TV 57.3 và đặc biệt đã ngồi những giây phút với Chuyện Xưa Chuyện Nay. Giang cùng với anh Trinh có lời chúc. Em thì cũng xin chúc tất cả các học sinh vượt qua được những kỳ thi của mình trong cái quãng đời học sinh của mình. Và gần nhất là tất cả các học sinh sắp nhập học ráng vượt qua cái kỳ thi sắp tới của mình. Nó rất là gần và những cái ngày học rất là vui vẻ, để những kỷ niệm đó là một cái kỷ niệm mà vui, đẹp và nhiều sâu sắc nhất trong cuộc đời của mình. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả.